giải mã tri kỷ, nơi tình yêu, tình tri kỷ được thử thách. Em có chắc là 100% tiền đổ về tài khoản của mình không? Chắc chị ơi. Tiền ảnh lương cứ sẽ chuyển khoản tinh tinh vào tài khoản ảnh. Tự nhiên em không hiểu có linh cảm gì, em ngó vô cái tinh tinh là đúng tiền nó chuyển đúng cái lúc em nhìn vô. Là thôi anh ngày mai rút ra đưa cho em. Đi làm được gặp bà thì bà rất là dữ. Mời ơi, cái chương trình này giải mã tri kỷ chứ không phải là đi là giặt mặt bạn bè nha. Những lời cảm ơn và xin lỗi chạm đến trái tim. Trong quá trình mười mấy năm, hạnh phúc cũng có. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những sự hiểu lầm nhau, rồi cãi vã nhau, thậm chí là không nhìn nhau. Thì cho anh nói lời xin lỗi em. Anh là cái người mà chịu thiệt thòi hơn một chút xíu, bỏ cái tôi chút xíu để xin lỗi em trước. Đó là lời cảm ơn đầu tiên của em. Mình sẽ làm hết mức có thể để chúng ta hạnh phúc, để chúng ta như bây giờ. Mời quý vị khán giả đón xem giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.